Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Do đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một ngày thật tốt lành nhá. Hôm nay thì đây là thứ hai nên là mình sẽ đi kép ngẫu nhiên. Đó. Có ba bạn này, một bạn tên là Khôi, một bạn tên là Duy Cân 5. Bạn cuối cùng tên là HDDG. Đấy. Thì không biết là team ghép ngày hôm nay có tay to hay không đây. Hy vọng là tay to một xíu, bắn cho nhàn anh em ạ. Ấy, ui, có người lên đây. Ui dồi ôi, đi đâu đây bạn ơi? Ơ kìa. Đồng đội của mình gì ghê ta. Bắn yếu lắm rồi, tự dưng bắn vào một hai viên ăn luôn kill của mình luôn. Buồn dữ dội anh em ạ. Chưa gì đã bị ké mất một kill rồi. Tí nữa phải ké lại thôi anh em ơi. Đó. Có qua có lại nhá, nhưng mà hình như là cái bạn này không phải là bạn Khôi rồi. Bạn này là bạn Duy Cân 5. Nghe cái chữ Cân 5 là mình biết là tay to rồi đấy. Thôi mình thì mình không dám Cân 5 đâu, mình toàn Cân 1, Cân 2 thôi. Làm gì có sức đâu mà Cân 5. Cân 5 mệt lắm. Đấy. À không, đồng đội của mình thôi. Cứ tưởng là địch cơ. Giật hết cả mình. À đây rồi. Thấy địch chưa này? Có địch thì công qua lẻ lẹ kiếm kill thôi. Ngại ngùng làm gì? Ấy 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 ấy. Bắn này mà hăng say thế bạn. Bắn này mà hăng say thế hả bạn? Đúng rồi, dính rồi đấy. Dính rồi đấy. Là một bạn nữ chăng? Ôi dồi, tao không tê à. Cứ tưởng là bạn nữ nào cơ. Bạn ấy bắn ra phía ngoài kia. Vậy là chắc hẳn bên ngoài sẽ có người. Đứng đây nè. Không biết là Khôi chảo có vấn đề gì không. Gì bạn ơi. Cần gì. Cần gì thì bật mic lên nói. Chứ khua khua thế thì làm sao mà hiểu được. Thề luôn á. Mấy khua khua mình không hiểu gì luôn. Ôi dồi ôi, lại Duy ăn nữa rồi. Duy ăn mạng lắm thế. Ui. Ok. Ngon ngay. Ui dồi ôi. Anh em ơi, bên này có team anh em ơi. Hai người vừa đu cáp qua xong. Liệu không có bạn? Từ từ đã, rút đã. Không biết tin mới có mấy người anh em ơi. Từ từ bình tĩnh. Đừng công ẩu nha. Khi mà chưa biết địch có bao nhiêu người thì phải từ từ thôi. Xác định vị trí rõ ràng đã. Úi, đu lại kìa. Này thì đu lại này. Nhanh quá không bắn được anh em ơi. Nhưng mà như là bạn dưới sông, mình tưởng là rơi xuống ấy chết luôn rồi. Nhưng mà sao không biết được cộng kill ta. Ô, đừng nói là có người cứu nhá. Ui, vậy là cái bạn kia cơ. Cứ tưởng anh em ạ. Mình cứ tưởng là rơi xuống sông cơ. Cục 1. Ây, 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 ây. Khó quá anh em ơi, khó quá. Rút. Sorry bạn là đồng đội của mình nhiều nhá. Nhưng mà địch đông lắm, mình rút đã tí. Có gì mình hồi sinh nơi sau nhá. Ấy nhờ. Bạn nãy vừa bạn Khôi xong rồi bạn Duy Cân 5. Duy ơi là Duy ơi. Dưới đấy không phải 5 người đâu, 6 7 người liền đấy. Cân làm sao được. Ai ạ, Zuki VN. Con gái anh em ạ. Rồi êm rồi. Mượt rồi đấy. Ấy, chạy kìa. Ôm keo thì nhanh. Để xem nó có tránh được lựu của mình hay không nhá. Đấy, né đi. Ui dồi ôi. Hên nhá. May là các bạn ấy công lên đây đấy. Chứ các bạn ấy mà đứng ở sau cái bông keo là kiểu gì thì kiểu cũng gục một hai người rồi. Từ từ Khôi ơi. Chúng ta đánh kiểu du kích. Vừa bắn vừa gì. Ốp. Đặt keo kìa. Đặt keo ngồi kìa. Đặt keo ngồi với chúng tôi này. Đặt keo ngồi nhưng mà hơi ẩu anh em ơi. Rồi cứ đứng đấy. Cứ đứng đấy nha. Hình như là dính rồi hay sao ấy. À chưa.
cuốn keo rồi. Đặt keo ngồi này thì đặt keo ngồi này. Lia. Ngon ngay. Nhiều khi đặt keo mà nhanh quá là cũng dễ toang lắm đấy em nhá. Đặt keo ngồi là tốt, đặt keo nhanh là tốt. À, thì ra mày chọn cái chết. Nhưng mà đúng hướng. Lại quan chàng nó đến đây. Nhưng đâu ra lại có bụi cây đi thù lù lại, giật hết ca nữa mình. Ơ kìa. Ây da, bong keo nhanh đấy. Bong keo nhanh đấy. Cả trước là tính. Bên trên con người. Từ từ. Bình tĩnh Khôi ơi. Trên con người đấy, đừng có vội. À, trên đang bắn nhau. Úi dồi ôi, bay đầu nhá. Nào, lòi ra. Lòi ra. Gục 2, gục 2, gục 2. Nhưng mà không biết là team đấy có mấy người nên là cũng không dám công lên đâu. Mình phải giữ mạng để lát nữa mình còn hồi sinh cho đồng đội chứ. Hay là công lên xong rồi lấy xu để cứu nhở. Đằng nào thì cũng không còn xu mà. Thôi làm liều đi anh em ơi. Làm liều thì mới có nhiều thiếu nhi. Đâu rồi, có mấy chàng trong nhà này nữa cơ. Xem nào xem nào. Không dính. Không có người. Thôi đồng đội của mình ơi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, mình cứu rồi. Chạy đi, chạy ngay đi còn kịp. Bắn cái gì đấy bạn ơi, bắn cái gì đấy bạn ơi, Ngộ Không với chúng tôi à? Được anh em ơi. À còn đồng đội kìa, còn đồng đội, còn đồng đội, còn đồng đội, còn đồng đội này. Ơ kìa, ơ kìa. Rồi xong, hụt hết luôn. Ô, không trúng kìa. À, ây da, đau nha, đau nha. Chán chưa, chán chưa. Nói chung là trận đấu ngày hôm nay team của mình tay khá là to. Các bạn ấy săn lùng khắp nơi anh em ạ, mỗi người một nơi luôn. Nhảy được vào ta. Ơ kìa. Ơ kìa. Cay đấy nhở. Cay đấy nhở. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Ê da, mày quá. Cố lên bạn số 4 ơi. Không biết bạn số 4 bạn đang làm gì, bạn ấy thanh bò ở bên ngoài đấy kìa. Rồi xong rồi. Số bạn ý 9% là tận rồi anh em ạ. Chạy bo thì không lo, ham ham lút đồ làm cái gì không biết. Ok ok, mình sẽ lên với lại bạn boy cân 5. Ôi dồi ôi, thì mình ôi đừng chết nhá. Rồi xong, vừa nói xong không... Cứu tôi. Dạo này cửa sổ nó cứ bị kẹt kẹt sao ta, bực mình ghê luôn á. Cứu tôi. Đây đây, từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Cứu tôi. À cứu rồi đúng không? Ok ok, để cứu, để cứu, để cứu. Đó, xong nha, bắn đi. Kìa người kìa. Ô, làm gì kìa? Mình vừa thấy bạn ấy làm cái động tác gì ấy, nhanh quá thì không kịp. Chắc là ngồi xuống đặt keo hay nằm xuống đặt keo gì đó. Người thật đấy. Chạy kìa. Ui giời. Thế mà không cùng. Mình sẽ bào vào rồi nhé. Ơ mày thế. Bỏ yếu. Yếu lắm rồi nhà mới, yếu dã man rồi. Nhưng mà tiếc là không gục được bạn ý. Buồn thiệt chứ. À đây rồi. Trời ơi, ăn cái gì mà trâu thế không biết. Sợ thật. Nãy giờ bắn không biết bao nhiêu là đạn mà không gục mới hay chứ. Giờ này thì còn sống hộ. Bay đầu nha. Rồi ngon rồi.
Team mình 3, team địch 1. Chẳng nhẽ lại thua. Đó, các bạn ném liệu kìa. Ôi trời ơi. Rồi xong, thắng luôn. Tuyệt vời. Một trận đấu bắn khá là căng thẳng, nhưng mà dù gì thì team mình cũng coi ra rồi. Anh em tưởng đã hết video đúng không? Vậy thì chào mừng anh em đến với chương trình Comment liền tay lên ngay TV. Đây là chương trình trả lời top 5 comment hay nhất và đặc biệt nhất trong video ngày hôm qua. Comment đầu tiên đến từ bạn Ngọc Sơn Sáo Trúc. Hello gió, tôi năm nay 28 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào chơi game hay như ông. Úi dồi ôi anh ơi, anh đừng nói thế. Núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn thôi. Nhưng mà dù gì thì cũng cảm ơn anh rất nhiều nhá. Comment tiếp theo đến từ bạn Radio Music. Anh Thương ơi, quân đoàn anh còn tuyển thành viên không? Hiện tại thì anh không có tuyển thành viên cho quân đoàn nữa em nhé. Tại vì là đợt này cũng đang dịch bệnh khá là nhiều. Với lại quân đoàn anh tạm thời ngưng tuyển thành viên rồi. Comment tiếp theo đến từ bạn AVT Studio. Nay xem lại anh Gió, em bỏ game 1 năm rồi. Giờ nghe lại giọng anh sao kênh anh mất đề xuất vậy? Hai. Thì thực ra là che già thì măng mọc thôi em. Kênh anh nó lên, nó trưởng thành rồi thì bây giờ nó phải già xuống chứ, để cho những kênh mới còn lên chứ. Chứ mà cứ lớn mãi thì làm sao mà kênh nhỏ nó vượt qua được. Cảm ơn em nhé. Comment tiếp theo đến từ bạn Minato Nazumiya. Anh Gió dạo này không biết làm gì mà hai bữa thì không đăng video, bữa thì đăng muộn vậy anh. Ừ em ơi, anh có nói từ hôm trước đấy em, là do anh đi tiêm vaccine về xong rồi người nó mỏi mỏi hay quên. Đó, nên là thông cảm hộ anh nhé. Nhưng mà yên tâm, từ bây giờ thì anh sẽ đúng giờ. Comment tiếp theo đến từ bạn Cún 1999 Audi. Sao anh không livestream Facebook trên page như những streamer khác ạ? Ừ em ơi, streamer thì cứ livestream là được rồi. Có nhiều người thì like Facebook, có nhiều người thì like YouTube, rồi có nhiều người thì like app khác mà. Với lại cũng không có nhiều thời gian để mà like nhiều nơi đâu em. Nên là anh like Facebook với lại like Boyza là được rồi. Cảm ơn em quan tâm nhé. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!